Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày Chủ nhật cuối tuần, thời tiết trên khu vực tỉnh phổ biến là nhiều mây, có sương mù, mưa phùn nên làm tăng cảm giác rét. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 18 cho đến 19 độ, còn độ ẩm dao động từ 87 đến 90%. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, nên thời tiết ở các nơi chủ yếu là nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Thời tiết mưa phùn và sương mù sẽ làm cho mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Do đó, người dân khi tham gia giao thông cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, bật đèn chiếu gần và đi chậm để có thể xử lý những tình huống bất ngờ một cách an toàn. Còn bây giờ thì bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, sau không mưa, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 21 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ dao động từ 18 đến 22 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 22 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.